Bắt đầu nhá. Hello anh em. Thì hôm nay mình tiếp tục các bài học về React.js. Thì hôm trước mình có giao cái bài về nhà ấy, là mình tạo một cái phân trang ấy cho data ấy. Thì mọi người đã phân trang được chưa? Em làm chưa? Thì bạn làm đâu mà Nhá, thì hôm nay mình sẽ dạy thêm về cái phân trang trong cái React. Thì buổi trước là mình đã có chỉ cho mọi người là dùng cái mốc API đúng không, để mình tạo một cái data data kiểu data giả ấy để mình làm. Mình sẽ chạy project lên. Đây, tạm thời mình sẽ xóa đi những cái phần mình đã làm nhé, để mình sẽ làm lại cùng các bạn. Màu. Ok nha, sẽ xóa những cái phần trong cái thằng home này đi. Có những cái liên quan thằng con không? Để bài update để lại ở đấy sẽ đỡ lỗi. Rồi. Quay lại nhá. Đây, thì với cái con data trước các bạn làm ấy thì mình đã có làm được cái chức năng là thêm, sửa và xóa rồi đúng không? Alo. Hello Hùng. Vừa trước giao về nhà làm cái bài phân trang, là cái bài update xong nó quay lại trang chủ ấy, làm được chưa? Tức là cái phần update xong nó quay về trang chủ làm được rồi, ok rồi đúng không? Ok, bây giờ mình quay lại trang chủ chưa được á? Ok. Rồi. Giãn ra. Là Vâng, sao? tại vì bây giờ em học ở trên lớp ấy, bọn em nhiều nhiều bài tập lắm mà học theo cách ngày này em không đủ thời gian làm bài tập ấy, không đủ thời gian nghiên cứu ấy. Thế thì học thứ Học thứ hai 26 thì mọi người có ý kiến gì không? Được này, ok rồi, hết rồi gì? tại vì hầu như buổi sáng mấy hôm em toàn đi học từ 6 7 giờ sáng đến tận 5 6 giờ chiều mới về ấy. Thế thì tuần sau mình học 26. Ok. Tuần sau nhá. Rồi. Nào, cái của em chưa cho chuyển về trang chủ đúng không? Thế thì show code lên. Chưa nghe ạ. Hả? Mà chưa nghe. Này á, nay có 4 3 người học học rồi, thiếu Thùy không thì xin mượn 30 phút. Xem hình em lên.
Ô, sợi rời Em rồi. éo Le nhỉ. Ok nhá. Thì trong lúc chờ đợi thì mình lại quay lại cái bài phân trang, ok không? Rồi nhá. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tạo mới nhanh đi. Một cái, được chưa? Mình sẽ lấy thằng app này. Trong này mình sẽ tạo một cái folder mới nhá, tên là phân trang chẳng hạn. Đây trong này thì mình sẽ có tạo sẵn một cái axios, cái tạo instant như hôm trước rồi ấy. Cái axios grid này để mình lấy cái đường dẫn mốc API, cái base URL này. Bạn ấy có nhớ cái bài cái base URL này không? Cái create này. Mốc API nhá, đây. Em vào trang mốc API này, OCK API. Đấy, trên này mình sẽ tạo một cái data mẫu cho mình để mình có thể mình dùng mình render ra màn hình. Chưa? Trong này nhá thì em đăng nhập đi. Tạo tài khoản đăng nhập đi, có Git thì dùng Git luôn cũng đấy. Thì trong này mình dùng miễn phí nhá, mình tạo được một cái project thì em ấn vào new project này, tạo một cái project project xem tạo được chưa. Ủa sao nhiên nãy giờ bây giờ lên sâu sâu đi sâu đi. Lại màn hình xanh à? Đây. Đó, em chỉ bạn chỉ mở cái tạo cái mốc API project của anh cái. Cái này là viết một cái đường dẫn ví dụ như source status cũng được đúng không? Anh ơi, Ok, thế máy tính thì sao? Hello Hello bạn Thùy. Alo bạn Thùy, hôm trước bảo thề danh dự làm bài nhà mà làm chưa? Alo. Tại cười. Tức là chưa làm bài đúng không? Chuyện Ôi giời ơi. bây giờ mới tỉnh táo. Ok, thế anh chữa mày cho bạn Hùng Hùng trước nhá. Rồi cái màn hình xanh nó chạy đến bao giờ? Xanh thật à? Anh xem nó Zalo ấy không? Zalo á? Đang backup lại. Em bị giờ này là thứ hai. Máy bị quá tải à? Bây giờ này em cần cài mấy cái cái ấy nên là có bị lạ quá còn không biết máy rồi. Trời ơi, mấy cái tập nữa gì? Hai đợi tí đợi tí. Mỗi ổ em chỉ còn chưa bước vào phần 3 đi. Không, cứ dạy mọi người đi. Ok. Quận rồi. Thế nhìn ra hình được anh không? Nhìn được màn hình của anh không? Em Alo. đang xong. Để đúng không? Ok. Thì nhá, hôm nay mình sẽ học về cái bài phân trang ấy. Được chưa? Đấy, còn cái buổi cái bài mà mình
map cái thông tin này ở bên cái mốc API lên mình là thế là được rồi đúng không? Mình chỉ việc là gọi cái ASIOS rồi mình map ra đúng không? Alo. Ừ, đang hỏi em đấy. Đấy giờ đang đang đợi ông Hùng ông ấy sâu bắc lên để sửa. Mà ông ấy đang bị máy đang bị đơ. Không ạ, thay máy đi. Bắt đầu nha. Ok, mình sẽ tạo lại một cái trang home này để mình sâu thông tin lên. Chưa? Cái này mọi người quen rồi đúng không? Mình sẽ import home từ bên trái trang là trang. Alo. Em bảo em ạ. Alo ai đấy? Ừ, alo mọi người. Hùng với. Thế có vấn gì không mà nãy giờ cứ lạch sạch ấy? Dạ. Có vấn đề gì không? Em vừa mở máy tính. Bây giờ mở máy. Ok nha. Lại nãy em dạo này làm sao? Chán rồi chán. Rồi nhá, thì anh cứ nhân lúc mọi người đang ấy thì anh cứ tạo trước một cái map đi lúc mọi khi nha, mọi khi nhá. Được chưa? Trước tiên nha, trong class thì mình sẽ có cái constructor này và có cái super này. Đó. Trong này mình sẽ tạo một cái state zip.state nhá để mình khai state, được chưa? Trong này anh sẽ có một cái state là kiểu là status đi để mình lưu những cái dạng của nó là object string array nhá. Mình lưu những cái data nhận về. Đấy. Và để nhận được data ấy thì mình sẽ cần phải chạy cái đó là component bitmount để lấy cái data dữ liệu lần đầu ấy khi mà load trang ấy. Được chưa? Component bitmount này. Quen thuộc rồi đúng không? Trong này thì mình sẽ gọi ASIOS để mình lấy cái data về. ASIOS thì đây nhá, thì trong này anh đã có set instance rồi đúng không? Thì mình chỉ việc là import vào thôi để dùng. Import này. Instance. Import từ bên ASIOS ra. ASIOS là cái file này này. Chứ không phải là từ gói ASIOS đâu nhá. Anh đang import cái instance này từ bên ASIOS bên này nhá. Được chưa? Và từ đây thì anh sẽ gọi ASIOS để mình lấy data bên cái mốc API về này. Đấy. Được chưa? Instant nhá. Chấm get để lấy thông tin đúng không? Đường dẫn. Do đây mình anh đã set đường dẫn đến todo rồi đúng không? Thì sau này mình sẽ chỉ việc là lấy cái đoạn là đây xem cái trong project này của mình nhá, sẽ là thuộc status này, được chưa? Và nhìn nhá, do anh mình đã copy đã tạo cái base URL đến cái đoạn todo này rồi đúng không, thì đoạn sau này mình chỉ cần lấy cái đoạn status đằng sau thôi. Extension gì? À, extension đúng không, thì nó là JSON view. Yeah, extension. JSON view. Này, đây là cái mà mình đang dùng để mình chuyển cái data về dạng JSON ấy.
Viewer này. Mình add vào nhá. Đấy, mình này. Ở đấy 1 triệu càng tốt chứ sao? Cái nào cũng được. Chắc là mình đang dùng cái đấy, cái này mình chưa add này. Đấy, nhá. Thì mọi người để ý này, cái đường dẫn này là đường dẫn mình là suộc status đúng không? Đường dẫn nó rất là dài đúng không? Nhưng mà do trong cái bên file ASIOS này này, mình đã đặt tạo ASIOS grid và có cái bay URL của nó đến cái phần là to do rồi đúng không? Thì đoạn sau của nó mình chỉ việc là ghép vào sau cái to do này thôi để mình lấy thông tin, được chưa? Thì đoạn sau cái đoạn to do này thì nó chỉ có là suộc status thôi đúng không? Đấy thì mình sẽ là instant.get suộc status. Đường dẫn là chỉ cần thêm là suộc status thôi nhá. Đấy. Lấy được thông tin thì mình sẽ chấm gen. Để mình lấy thông tin ra và chấm get. Để mình lấy lỗi. Được chưa? Xem trên cái project của mình là xem có cái lỗi gì không nhá. Xem có data gì nhá. Home Z 19, hồng 19 này. Z 19. Select. Lỗi không tìm thấy. Ok, mình xem lại đi nha. Suộc status này. Instant. Xem import đúng cái file này chưa? Đi nhà siêu đúng không? Home nhá. Chấm suộc ASIOS là cái file này rồi này. Đúng không? Instant. Rồi. Sao vẫn lỗi? Get mock API này. Mình sẽ xét lại cái link này nhá. Đây nó thay đổi đi. Ok này, đã có nhận data đúng không? Data mình trả về cái object này, cho object có phần data này chứa 26 cái array. Được chưa? Thì những đấy và array này chứa 26 cái object này. Được chưa? Thì mình sẽ cần trả về cái data này để lấy thông tin đúng không? Đấy, mình sẽ cần là mình xem cái data chấm data này. Đặt lại. Đây, đây là thứ mình cần. Bây giờ mình sẽ lấy cái data này, mình render ra màn hình. Vậy thì mình sẽ set state nhá. Set test status bằng cái data chấm data. Tức là cái bộ object là bộ array này. Được chưa? Đấy, và sau khi mình set vào trong status rồi thì mình sẽ map nó ra màn hình của mình. Z.state. Mình đã để state chứa cái data mình là status nhá. Được chưa? Thì mình sẽ map theo cái status này. Status.map cho mình sẽ lấy element.
Mình sẽ lấy thông tin của nó để cho vào đây nhá. Thì mình sẽ cần có cái key này, được chưa? Đấy, mình cứ lấy key trước này. Lấy bằng ID luôn, cho nó unique luôn nhá, cho nó riêng biệt luôn. Element.id. Đây, element.id nhá. Nó là cái đây, ID này, nó riêng biệt cho từng cái object của mình như này. Được chưa? Và bao quanh cái thằng này nó sẽ bao nhá, một cái bên trong là thông tin mình cần lấy ra, bao gồm là cái content này và cái name này chẳng hạn. Để cái name trong H3 đi, bốn gì đấy. Name. Và một cái là content. P đi, deep đi. Rồi nhá, xem là kết quả trả về là gì. Chưa có gì nhá, xem nào. State.status báo lỗi gì đây? Return. Để nhớ nhá, có return nhá. Ok, in ra màn hình rồi đúng không? Bây giờ mình muốn cho nó có thêm cái border vào nữa để cho nó đỡ bị nó phân biệt ra luôn nhá. Class. Border chẳng hạn. Đấy. Sẽ để là border on pixel solid black. Được chưa? Anh em mình đã có sơ cái thông tin trên mốc API ra rồi nhá. Giờ bây giờ mình sẽ cần phân trang. Tức sao tức là ở đây là mình đang có toàn bộ là 26 cái object của mình trên màn hình hết, được chưa? Bây giờ mình muốn là mình chỉ sâu ra một phần thôi để đỡ đỡ bị dài, chưa? Và khi nào mình cần tìm cái nội dung mới thì mình sẽ ấn nút là trang nhất, trang 2, trang 3. Đấy, kiểu như vậy. Đấy nhá, thì trước tiên ý, thì mình sẽ tạo ra một cái nút, cái dãy nút đi để mình chuyển trang. Đấy, dãy nút để chuyển trang nhá, thì biết là có bao nhiêu nút thì mình sẽ xem được là có tổng bao nhiêu cái nội dung đúng không? Và mình muốn là mỗi trang mình có bao nhiêu. Được chưa? Thì ví dụ mình muốn là mỗi trang mình sâu ra là 10 cái đi. Đấy, mang ra 10 cái status. Đấy, thì mình sẽ cái số status, số sâu ra này và cái tổng số lượng trong data đúng không? Đấy, thì mình đã có data trong này rồi thì mình sẽ lấy cái số lượng này mình set trong state luôn. Được nhá. Total này. Set bằng 0, được chưa? Và trong này mình sẽ set cái total, tức là cái tổng số lượng ấy bằng này cái data này chấm data chấm len đúng không? Thế mình sẽ xét cái total này bằng cái số lượng 26 cái này, được chưa? Bây giờ nhá, mình sẽ tạo ra cái số nút bấm cần thiết, được chưa? Tạo nút bấm thì mình sẽ làm kiểu gì? Thì thứ nhất là mình, mọi người để ý này, nếu như mà mọi người mình tạo số nút bấm ấy, mình tạo bằng tay ấy, thì mình không thể tạo bằng tay được luôn. Mình sẽ cần là mỗi lần khi mình số lượng thay đổi thì sẽ thay đổi cái số lượng nút cho mình. Đấy, thì bây giờ nhá, mình đã có cái total rồi đúng không? Và có cái số lượng mỗi trang là 10 chẳng hạn, được chưa? View này. Mặc định là 10 đi chẳng hạn. Thì mình sẽ lấy cái số lượng total này mình chia cho thằng view để ra số trang cần thiết đúng không? Và sau đó mình sẽ tạo ra cái function để mình chèn cái số nút bấm đấy vào trong cái trang của mình. Hả? Hả?
để cho nó ví dụ 26 trang thì nó được 3. Ừ, làm siêu đúng không? Làm tròn lên đúng không? Đúng rồi. Đấy nhá. Thì thứ nhất mình sẽ cần phải có một tạo một cái function đã, một cái function demo để mình điền cần bao nhiêu nút thì nó sẽ hiện ra được bấy nhiêu đúng không? Ví dụ nhá, mình sẽ cần một cái function đấy nhá. Tạo tạo nút bấm đi. Create button. Để cho này mình nhập một cái số chẳng hạn, một cái number. Mình nhập ở đây bao nhiêu số thì nó tạo ra bấy nhiêu nút, được chưa? Mình cần function như vậy. Đấy, để làm được như vậy thì mình sẽ cần như thế nào? Thì thông thường ấy, các bạn thấy là khi mình muốn in thông tin ra ngoài hình đúng không? Thì mình dùng hàm map đúng không? Và hàm map này nó yêu cầu cái đầu vào của nó là một cái array. Đúng chưa? Thì bây giờ mình sẽ cần phải tạo ra một cái array có bao nhiêu phân tử để khi mình map ra thì nó sẽ cho ra bấy nhiêu nút đúng không? Đấy. Thì cái số lượng mình cần đúng không? Nó chính là number này đúng không? Thì mình để tạo array thì mình chỉ cần là for thôi, được chưa? Một thằng for này. Được, loop để tạo ra cái vòng lặp ấy để tạo ra một cái array có số lượng phân tử mình yêu cầu. Y bằng 1 này. Y bằng 0 đi, được chưa? Y nhỏ hơn number. Y cộng cộng. Mình sẽ có một cái array rỗng và array này bằng array rỗng. Chưa? Trong này mỗi khi mình có một cái y mới thì sẽ là arr thứ y bằng y. Để nó tạo một cái array mới cho mình, được chưa? Xong rồi thì mình sẽ con số đốc nó ra. Thông thường mình chỉ là cần tạo ra ở đây có bao nhiêu phân tử nó dùng map thôi. Tức là mình cần cái số lượng phân tử thôi. Đấy nha, thì mình cứ thử on click đi. Và một cái nào đó, có button đi, thế này chẳng hạn. Z.create. Được. Thử nhá. Bạn chí theo kịp không? Ok, thế mình cứ làm đến đây nhá. Chắc các bạn mình sẽ tạo nút cho nhá, sau các bạn ngồi tạo nút cho nhá, được chưa? Đây. Đây thì mình sẽ điền một cái số, ví dụ nhá, mình chưa điền số, mình sẽ tạo để chạy được cái function trong này mình sẽ phải để chấm nút này nhá. Cái function ví dụ mình muốn là tạo chiến 5 số đi, được chưa? Ví dụ nhá, mình click này tạo ra cái array có đúng 5 phần tử đúng không? Rồi từ array này mình sẽ map ra để tạo ra 5 cái nút bấm, được chưa? Thì mình sẽ làm kiểu gì? Sẽ có một cái để map nhá. Thì return này. Sẽ có một cái function đi. Map đi. Arr chấm map. Được chưa? Element. Return. Đấy, sau này sẽ đã button nhé. Số lượng nút bấm theo như mình cần. Bên trong này là element luôn. Để cho nó từ 1 đến số mình cần ấy, thì mình sẽ để lại đây nhá, nó hơn bằng này. Đấy. Ví dụ nhá, bây giờ mình sẽ gắn cái map đi vào đâu. Đây,
Bây giờ nha, mình sẽ cần phải map cái này, nhưng mà mình map ở đâu đúng không? Mình phải gắn lên cái đầu trên này đúng không? Đầu cái thằng home này của mình này, để mình tạo nút bấm này, được chưa? Đấy, thì ở đây nhá, mình sẽ dùng là, có thể mình sẽ tạo ra một cái array đi. Array này nó sẽ nằm ở trên state, được chưa? Đấy, thì cái việc mà mình tính toán cái số lượng nút bấm thì nó sẽ nằm ở trong cái nút mouse luôn, được chưa? Tính cái number này. Mình cần tính cái number này này, được chưa? Thì kéo rồi. Rồi. Sao? Nãy Loạn. nãy giờ chưa kịp xem à? Ok nhá. Mình sẽ xét ở trong cái thằng đằng sau này nhá. Đấy, cái number này mình sẽ lấy kiểu gì? Nó là cái total này, nó chia cho cái thằng view này, được chưa? Total mình vừa xét xét rồi đúng không? Đấy. Thì cái number này sẽ sửa thành z.state chấm total chia cho z chấm state chấm view, được chưa? Đấy, và sau khi mình tạo xong đúng không, thì mình sẽ cho nó một cái ở đây trên này là cái state, được chưa? Thì lại set state trong này. Đúng rồi, cho đào tròi đúng không? Total chia view mat chấm siêu nhá, làm tròn lên nhá. Được chưa? Gì đây? Dòng 11 chấm. Ok nhá. Đấy, thì sau khi mình đã tạo ra cái array này rồi, mình sẽ đẩy nó lên trên state này, được chưa? Đẩy lên trên state này nhá. Lại set state tiếp. Array bằng array đấy nhá, là cái ar này chưa, ra trên này đấy nhá. Bây giờ đây mình sẽ có thể bỏ cái này đi rồi đúng không? Để mình copy cái thằng map này này, đấy mình cho vào trong cái phần đầu này của mình, được chưa? Để mình tạo ra cái nút bấm z.state.arr, được chưa? z.state.arr đúng không? Rồi, mình có thể bỏ cái phần này đi. Tạo 123 đúng không? Được chưa? Đây nhá, mình đang để là có 26 cái thằng đúng không? 26 chia 10 là 2 chia 6 đúng không? Thì làm tròn lên thành 3. Được chưa? Nó tạo ra 3 nút bấm. Thì mình có thể mình bao cái đít trong xung quanh nó và nó cho nó để nó xếp bằng ngang thôi, được chưa? Format cái gì? À? Em cài cái gói Prettier chưa? Này. Prettier này.
tên xin mình đã cài đây, Gradio này, code format này đã rồi đúng không? Cho nó chạy chưa? Cái chuyện cái chuyện là không format à? Rồi nha. Đây, trong này mình sẽ có thêm một cái class nữa cho nó để nó có thể nó xếp theo chiều ngang cho mình. Được chưa? Button line chẳng hạn. Display flex flexion row. Đấy. Ok chưa? Justify center. Đây, center. Rồi nhá. Bây giờ các bạn làm cái bước cho mình là tạo nút đi. Tạo cái số lượng nút theo ý muốn mình đi. Đây mình đang thiếu key này. Đấy, mình thêm cái key vào đây là xong. Rồi nhá. Bạn Hùng với bạn Thùy theo dõi kịp không? Alo. Thùy theo dõi đấy giờ có theo dõi kịp không? Hùng, Hùng người sao? Alo Hùng. Đúng rồi. Không làm gì có đây. Lại mất mạng rồi à? Em mất điện rồi. Trời. Ok. Mọi người có hình dung được về cách mình làm để mình tạo ra cái dãy nút bấm theo số lượng mình muốn chưa? Được rồi đúng không? Ok nhá. Cái bước cần làm nhá, là mình chỉ cần là mình tính ra một con số mình muốn được chưa? Ở trong cái phần đứt mao này. Cái số mình muốn là gì? Nó là cái số tổng số lượng data gửi về chia cho cái số lượng mình muốn show ra trên màn hình, được chưa? Ví dụ ở trường của mình đó, mình có gửi về là 626 data đúng không? Và mình chỉ muốn show ra là bằng 10 cái thôi. Đây nhá. Đây là làm tròn lên. Tức là từ 20 trên 26 chia 10 đúng không? Là bằng 2,6. Thì mình làm lên thành làm tròn là 3 để mình tạo ra 3 nút này này. Được chưa? Chứ không phải 2 nút. Đây. Đây nhá, các bước cần làm nhá thì mình sẽ là từ cái con số tổng này của mình 26 mình chia cho 10 là 2,6 đúng không? Mình làm tròn lên thành 3, tức là con số mình cần là 3 đúng không? Được chưa? Đấy thì từ con số 3 đấy mình sẽ cho trong một cái for loop. Cái for này. Vòng là for. Đấy và trong for này mình sẽ tạo ra một cái array. Và array đấy thì nó sẽ có cái số lượng phần tử bên trong ấy bằng cái số mình cho vào đúng không? Tức là mình cần 3 phần tử đúng không? Thì mình chỉ việc là set cái phần tử thứ y bằng y là nó sẽ coi cho mình cần bao nhiêu phần tử là sẽ ra đúng không? Đấy. Và sau khi mình đã có cái phần tử này, cái array này rồi thì mình sẽ là mình set state lên trên này, mình lưu lên đúng không? Và xuống bên dưới thì mình sẽ lôi cái array đấy ra. Mình map như bình thường thôi. Nhưng mọi khi mình map, mọi người map ấy là mình sẽ map có data đúng không? Đây mình sẽ map không có data. Mình map là dựa cái array mà có số là 1 2 3 4 này này. Mình lấy số 1 2 3 4 đấy, mình cho vào trong cái nút bấm của mình, được chưa? Các bước thì rất rất đơn giản thôi. Đấy nhá, gắn phần tử đúng không? Đây nhá, trong cái hàm for này nhá, là mình sẽ tính này, đặt là x y bằng 1 này, được chưa? Y nhỏ hơn cái số 3 mình vừa tính ấy, đúng không? Làm tròn 2,6 này 3 đúng không? Ừ, nhỏ hơn bằng. Tại vì mình đã bắt đầu từ 1 đúng không? Mình đang muốn 3 phần tử đúng không? Nếu mình muốn có 3 phần tử bắt đầu từ 0 thì phải là nhỏ hơn 3. Bắt từ 1 phải là nhỏ hơn bằng 3 đúng không? Được chưa? Y cộng cộng. Lúc bình thường đúng không? Đấy. Khi mà đến thằng thì bây giờ mình xét là có đặt một cái biến array này, được chưa?
cứ mỗi lần mà chạy một cái vòng lập thì mình sẽ nhắc cái thằng y này vào trong array đấy, được chưa? Mình chạy 3 lần, mình có 3 phần tử trong đấy. Đấy, thì sau khi mình có 3 phần tử rồi thì mình sẽ chỉ việc là mình chạy map nó ra thôi, để mình lấy số 1 2 3 đấy mình cho vào trong cái nút này này. Được chưa? Thì chẳng qua là do là cái thằng ra React này này, để mình có thể mình in ra là số lượng data theo ý muốn thì mình phải dùng hàm map đúng không? Và map nó cần array thì mình phải tạo ra array nhân tạo cho mình. Okay không? Đấy, làm đi, tạo nút đi. Thì anh vừa giải thích cho các bạn thì em nghe có thể ổn chưa? Hay là có chỗ nào chưa hiểu? Sao? Vẫn thấy khó hiểu à? Thì anh nói lại nhá. Không, sao thấy được? Anh cứ giải cho mọi người đi. Anh giải cho em cũng không hiểu đâu. Sao không hiểu? Để mình sâu thông tin trong màn hình ấy. Em hiểu đúng không? Cái phần map như hôm trước ấy, để lấy thông tin về mà mình in từng cái bản ghi ra màn hình ấy. Là cái đấy biết làm rồi đúng không? Thì cái này cũng tương tự như vậy thôi. Chỉ khác ấy là ở cái này nhá, mình không có data, mình không có gì cả đúng không? Cái mình cần ấy là mình chỉ cần tạo ra cái phần nút bấm đúng không? Mà để dùng được cái hàm map ấy thì em cần phải có array đúng không? Như em mình hiện thông tin ra màn hình những buổi trước ấy, là mình cần có một cái array. Cái array là status ấy, và trên server gửi về đúng không? Và từ cái array đấy mình map ra từng phần tử để mình hiện ra là name và cái content là gì đúng không? Còn bây giờ mình không có array thì mình phải tạo ra array thôi đúng không? Và mình đang muốn là mình có một cái là mình cần tạo bao nhiêu nút thì nó sẽ có bấy nhiêu nút cho mình. Ở đây này, được chưa? Mình muốn có 3 nút, nó sẽ ra 3 nút, mình muốn 4 nút, ra 4 nút đúng không? Thì để tạo một cái array như vậy thì mình sẽ dùng hàm for. Được chưa? Và hàm for đấy thì mình mỗi lần mà mình một vòng for đi qua ấy thì mình sẽ lấy cái phần tử trong được tạo ra cái y ấy. Cái dùng hàm for này, vòng for này. Được chưa? Mỗi khi y mà vòng for này chạy nó sẽ có một cái số y đúng không? Và y nó tăng dần đúng không? Y cộng cộng này. Lần chạy nhất nó ra số 1 đúng không? Số 1 đấy anh sẽ gắn vào trong data cái array này. Thì phần tử thứ không của nó là phần 1 đúng không? Được chưa? Đấy, nó chạy sang 2 thì mình sẽ có cái array, cái phần tử tiếp theo nó là 2 đúng không? Nó có thể nó chèn vào được chưa? Để khi mình chạy hết 3 lần đúng không? 1 2 3 đúng không? Thì cái này nó sẽ có 3 phần tử 1 2 3 đúng không? Đấy, thì sau khi mình có cái array này rồi thì mình chỉ việc là mang xuống nó xuống bên dưới để mình map nó ra thôi. Được chưa? Để mình nhắc tạo ra số nút bấm theo ý muốn của mình ấy. Cũng hiểu được nôm na ý tưởng đúng không? Rồi bây giờ thì làm cái bài để mình tự tạo nút bấm đi. Số lượng không? Đây em mình đã set cứng là 10 ở đây. Còn sau này mình tí nữa mình sẽ có thêm một cái select option ấy để mình sửa thành xem 5 cái, xem 10 cái, 15 cái. Mình sẽ sửa sau. Thì bây giờ mình cứ dùng cái này đã. Thì bắt đầu làm đi. Có tự làm được không hay anh mình sẽ hỗ trợ? Alo. Bạn Chí. Làm được không?
Xem văn bản trong cái con sừng thì bây giờ nó sẽ bị bất ổn rồi. Em không biết data.keo của em chắc nó sẽ ra bằng không mất. Đây, như của tớ nhá, là tớ sẽ trong cái this set state này, trong con bách của nó này, em gọi trong đấy, được chưa? Nhưng mà của em nó là muốn thích làm kiểu phong trường đúng không? Được. Em đang làm cái phong trường này. Là không thể chuyển sang class được nữa. Ok, làm cái đấy thì mình sẽ không 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 cho trong này cũng được, không sao cả, mình vẫn có cách khác làm mà, được chưa? Thì em bây giờ nhá, mình sẽ set sẵn luôn này, điều này cái total này. Bây giờ nhá, thì cái dismount ấy thì mình cứ lấy cái total trước nhá, được chưa? Rồi sau đó thì khi mà cái total thay đổi xong ấy, em để trong nó nghe theo cái total ấy, khi mà total thay đổi thì nó sẽ chạy cái hàm đấy. Alo Thùy, em đến đâu rồi? Để xem bạn. Có vấn đề gì không? Xem đối chiếu. Anh lọc cả những hàm form này ở trong cái một cái set state của mình. Cái này là anh chọn con bách của set state. Tại vì trong này thì cái data total mới set được đúng không? Em chạy ngoài này total vẫn còn không. Trong này total set set được cái bằng cái giá trị mới rồi thì mình dùng mới đúng được. Được chưa? Còn trường hợp của bạn đấy mà không đang dùng function ấy thì mình chỉ cách khác nhá. Cách khác nhá. Đây. Mình sẽ không không để trong này nữa, được chưa? Đang làm function đúng không? Đấy, mình sẽ chỉ một vài cách khác. Cách khác để mình render ra cái thằng button nhá. Đây thì mình sẽ tạo function này. Vẫn là tạo function nhá. Để mình lấy tạo ra array, được chưa? Tạo ở đây này, create ở đây này. Một cái number ở trong này. Vùng for. Và y bằng 1. Y nhỏ number. Y cộng cộng. Trong này mình sẽ có một cái array
Và ở đây ở đây thứ y còn y rồi, sau khi mình tạo array rồi nhá thì sẽ có một tạo một cái function nữa, ví dụ nhá tạo function nữa này sẽ là create button button. Sau này nhá mình sẽ là truyền tham số nhá, là một cái array gì đó array và từ đây array chấm map tên không biết là mình để trong này cũng được. Arr.map này return ra trong này sẽ cần được key nhá, này element này key bằng element luôn, dưới này button là element được chưa. Bây giờ nhá để chạy cái function này mình chỉ việc mình chạy nó ở trong đây, thay cái phần này bằng phần xử lý thôi, được chưa? Đây, function của mình tên là create. Mình cho một cái số 5 ở đây chẳng hạn. Đây, là lỗi gì đây? Và y thu được dòng 29 chưa đấy nhá, mình đang chuyển dòng số 5 rồi nhá, nó chưa ra bút từng cho mình đây, mình sẽ phải kiểm tra lại xem đây nhá, phải để chỗ này not valid tức là mình gọi đúng rồi nhá, inspect xem là nó có chưa. Đây có line nhá, mà cái này nó chưa in ra ở đây này, chưa in ra button này. Đây giờ cái này mình sẽ phải khi mình phải phân ra hai function đấy, do cái thằng map này này return tạo thêm function đấy đi create button chưa, cái này sẽ gọi là zip chấm create button
không ra nhỉ? Mình xem lại nhá. Cái này mình đã từng làm rồi. Đây, cái của mình là cũng cái mình đã làm nhá, là mình cũng tạo array này. Mình phải xem lại là cái array của mình là gì đó nhá. Cứ construct thằng array ra trước. Đây, ở đây mình là empty này, 1, 2, 3, 4 này. Y chữ 1 nhá. Chưa, có ở đây rồi nhá. Có sức ở đây rồi. Chạy cái này. Sao không vào? Thì có thể mình sẽ set state ở trên này đấy nhá. Được chưa? Mình sẽ tốt nhất mình sẽ set state rồi mình sẽ ở trên này luôn. Được chưa? Sao sao? Mình sẽ set state cho thằng AR mình luôn nhá. Trên state kìa. Đúng rồi. Set state xong thì mình chỉ việc là mình map thôi, đúng không? Mình thay làm bộ cái này bằng cái map của mình. Git state. .arr.map. Còn trên này mình sẽ xóa bước cái này đi. Dòng 44. Dẹp lại nha. Git này, chấm state này, chấm ar này, chấm map này, được chưa? Mình return. Đúng không? Đấy mình cũng tự cách trước thôi, đúng không? Mình chỉ tạo một cái function để mình thêm một cái function để mình set state cái array thôi là được. Được chưa? Key này. Bằng element luôn này. Element. Được chưa? Còn trong này mình sẽ có thể mình chạy thêm một cái nữa để mình tạo nhá cái number này, này. Được chưa? Mình chạy cái lệnh đó là create arr và cái số mình cần tạo ấy đó chính là cái sheet này chấm create arr này và trong này nhá cái mình cần dùng nhá đó chính là cái total này chia view đúng không cái làm tròn đấy. Siêu chấm state chấm total và nó update
Hả? Em cũng tự là ra được. Thế là rồi đúng không? Ok. Có mày thì mình cái việc mình cần làm chỉ là mình tạo ra một cái array thôi và mình map nó ra. Cái logic nó vẫn là như vậy thôi. Được chưa? Sẽ quay lại nhé. Cho vào trong cái phần set test thì kìa. Chưa? Mọi người tắt nút này chưa? Chí. Em cho vào trong cái con bách của nó chưa? Rồi. Rồi, đúng không? Rồi. Bây giờ cái này là em ạ. Thế thì em muốn tạo nút đúng không? Thì cho em thêm là viết. Rồi biết được rồi. Một cái lúc mà cái thằng là ở đây viết chấm step chẳng hạn rồi. Chấm nát luôn. Một chó nhưng mình làm bắt tận đến đây đi về một tập này đi có chớ kia nhá là đỡ là bao nhiêu em là chờ một sẽ bắt đầu một cái kia đi vào em mình luôn để nó bắt em mình có kia này phân biệt là thằng nào thằng nào. Cho chơi bình bọn Axios. Rồi, em cứ xem đi. Phải Axios đúng không? Axios. Đây chúng là Axios. Rồi, Axios. Em in đã vừa install Axios chưa? Chưa một cái đấy nó trong phạm vi vô rất rồi thì chưa Asio thì mình gọi ra đây xong rồi đúng không? Rồi chạy lại em. Em sẽ đúng file đúng mình hướng dẫn chưa? Rồi. Đang đợi đợi nó mát hết rồi. Thấy giống không? Thấy giống món hay ra đúng không? Rồi. Là cho hàng nhanh luôn hay được rồi. Rồi. Khánh thế nào? Có bị tạo gì không? Tạo bước đúng không? Cái rất nhiều cần làm cái gì là tạo ra ngay thôi.
Do cái thằng dễ nhéo chỉ cho mình mắc thôi, không cho mình tiếp theo gì cả. Tiếp theo thì mình tăng được hơn. Bên Thùy mất điện à? Còn cháy nữa không? Ở đây cứ ngồi xem nhá. Okay. Anh em tạo nút bấm rồi đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ cần một cái là khi bấm một nút thì nó hiện thông tin mới cho mình đúng không? Đấy. Thì mình có thể có hai cách. Thứ nhất là mình khi bấm nút này mình sẽ gọi lại cái Axios để lấy ta đúng không? Mình thử cái này nhá, xem nó tốc độ như thế nào. Button này có thêm on click nữa này. Được chưa? Hay là z chấm trên view đi. Sẽ tạo một cái function trên view được chưa, để mình nhảy sang hiện nút thì nó sẽ lấy cái id này chính là cái số trang đúng không? Đấy, mình nhắc cái element này là cái số trong phân tử này, 1, 2, 3, 4 này đúng không? Thì nó là số mấy thì mình nó sẽ gửi về cho mình, được chưa? Ví dụ nhá. Element sẽ gửi thêm cái gửi số element sang cho mình này, được chưa? Thế lúc nãy là mình có cái vấn đề là cái này không, mình có thể mình add push chẳng được. Push bằng y được chưa? Nó đỡ bị cái phần lúc nãy. Để mình thay luôn đi nhá. Chấm push này. Rồi nhân mình lấy cái element là cái số thứ tự đúng không? Số trang nhá, được chưa? Thì mình sẽ kết hợp với cái thằng số lượng view này để mình tìm ra cái để mình truyền vào trong data đúng không? Trang thứ mấy, số lượng mấy đúng không? Này trên cái mốc API này thì nó có một cái doc cho mình chưa? Rồi vào doc nhá. Đây. Thì nó sẽ cho mình cái để mình xem là cái trang đang kiểu gì. Đây này. Mình sẽ cần thêm là cái param của nó là pick bằng mấy và limit bằng mấy đúng không? Ví dụ nhá. Cho này mình thêm vào đuôi nó trang thứ nhất và 10 cái đúng không? Thì nó trả về cho mình đúng 10 cái, được chưa? Thứ 10 này. Mình sửa thành trang thứ hai nhá. Trang thứ hai mà cũng lấy 10 cái đúng không? Tức là mình sẽ đến từ cái thứ 11 đến cái thứ 20. Được chưa?
chạy nhá. 11 này đến 20, được chưa? Tức mình sẽ cần lấy cái số in cái element ấy, số element để mình điền vào đây, được chưa? Và cái số view mình điền vào đây. Này. Index. Ok. Instant. Là cái asset của mình ấy, chấm ghép đường dẫn này. Paste vào, được chưa? Cái số này nhá. Mình sửa nhá. Mình cắt string này, được chưa? Cái số này nhá, nó chính là cái index của mình đúng không? Là cái này đúng không? Được chưa? Cộng này. Số này nó chính là cái view đúng không? Thì this state.view vào đây. Rồi, chấm gen chấm cap để lấy data gửi về. Ok nhá, mọi người làm ở đây đi để mình xem data gửi về là gì. Này, mình làm cái đang bị báo lỗi này. Home ZS bước 4. Đây là gì? CL index trước, xem index là gì đã. Cách sửa lỗi nhá. Thì mình sẽ kiểm tra từng cái một được chưa? Từ trên xuống. Xem là cái số mình cái nút bấm vào ấy nó đã gửi đúng cái số mình cần chưa? Đây, gửi được số 2 nhá. Bấm số 1 ra số 1 đúng không? Bấm số 3 ra số 3 đúng không? Số 2 ra số 2 đúng không? Tức là cái element gửi về đã được rồi đúng không? Còn cái dưới này có thể do có sự thay đổi link, được chưa? Lại biết lại nhá. Ấn nút này. Không nhận. À đâu, sorry. Cái này mình sẽ cần phải là có thêm status nữa nhá. Thiếu. Được chưa? Khi ấn nút nhá, sẽ có data gửi về cho mình này, được chưa? Trong đây. 10 cái. Ok không? Mình ấn số 2 nó ra từ 11 đến 20 đúng không? Ấn số 3 này. Nó sẽ từ số 21 đến 26 cuối cùng. Đây, 21 đến 26. Tức là cái này mình đã lấy data thành công rồi, thì bây giờ các bạn sẽ thêm cho mình con click để khiến mà con click đấy mình gửi data về. Cái này chắc không khó đúng không? Bình thường đúng không? Từ bước một cho mọi người lúc nãy làm hơi dài. Cái đốc của nó đây, đốc đây, hỏi chấm p bằng và l bằng
Để nha. Thêm cái phần hỏi chấm này, P bằng mấy và L bằng mấy này. Ok, thì sau khi các bạn đã có lôi được cái data khi ấn nút rồi ấy, thì mình sẽ set state đúng không? Mình set state vào trong cái status là cái mình đang map ra một hình như này. Được chưa? Đấy, thì bây giờ nha, mình thử nha, khi bấm nút nhá thì cái nó hiện ra cái render lại cho mình không? Được nhá. Render lại đúng không? Sẽ khoảng đi giây, khoảng đi giây khoảng một vài giây, được chưa? Đấy. Còn bây giờ nhá, thì nếu mà các bạn muốn nhanh hơn thì mình có một cách khác, ấn phát ra luôn. Đó là mình sẽ set toàn bộ những cái thông tin gửi về và một cái state riêng ở trong cái đứt mail này. Được chưa? Và khi mỗi lần mình bấm nút ấy thì mình chỉ việc là mình lấy một phần thôi trong cái đứt mail đấy, trong cái state chứa toàn bộ đấy, mình show ra màn hình. Được chưa? Thì mình sẽ có thêm một cái state nữa nhá. Đấy, tức là cái status này nó là cái để mình hiện ra, còn cái toàn bộ sẽ để là list nhá, status list. Mỗi một cái ở đây, được chưa? Đấy, thì ở đây nhá, ở link này mình đã gọi toàn bộ đúng không? Đây là toàn bộ này, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ set luôn cái thằng status list này vào trong này, được chưa? Đấy, và bây giờ để hiện ra đúng 10 thằng thôi thì mình sẽ xét lại cái thằng status kia nhỏ kìa đang render ra màn hình ấy, nó chỉ là lấy 10 thằng từ đầu thôi, view này, được chưa? Đó chính là data chấm data chấm slide. Từ phần tử đầu tiên đến phần tử thứ view, được chưa? Rồi, bây giờ xem lại nhá. Ừ, đầu tiên thì nó sẽ chỉ ra đúng 10 cái cho mình thôi đúng không? Đây. 10 này, 5 này. Ok, đúng 10 cái đúng không? Mình xét lại thành 5 cho nó dễ kiểm soát nhá. 5, đúng 5 cái đúng không? Được chưa? Rồi, bây giờ đấy, bây giờ mình muốn nhanh hơn nhá. Mỗi lần ấn nút trên view này, mình sẽ không gọi cái này nữa, mình sẽ móc luôn từ cái thằng toàn bộ này mình đôi ra để dùng, được chưa? Đấy, mình sẽ bỏ cái phần này đi. Mình chỉ cần giữ lại cái phần set state này thôi, được chưa? Đấy, index có rồi đúng không? Index chính là cái số trang ấy, được chưa? Đấy, mình sẽ set test này, cái thằng status này theo cái thằng kia nhá, thì mình sẽ tính toán tiếp nhá. Cái phần bắt đầu ấy, cái số bắt đầu khi mình slide này, được chưa? Tính toán cái số bắt đầu và số kết thúc khi mình slide, được nhá. A này, start chẳng hạn, chưa? Bằng index nhân với index trừ 1 nhá. Index trừ 1 nhân với cái số lượng một trang, được chưa? View z.state.view. Mày đúng không? Trang thứ nhất nhá là từ 0 đến 5 đúng không? Thì là 0 thì sẽ là trang nhất nhá, 1 nhân 5 trừ 5 là 1 trừ 1 nhân 5 là 0 đúng không? Còn số cuối nhá là 1 nhân 5 thôi đúng không? Thì cái điểm kết thúc của mình n a n sẽ bằng index nhân với cái này thôi. Được chưa? Rồi, và set state thằng status này thì sẽ là cái thằng z.state.list kia kìa. Đấy, slide.
từ start đến end. Chưa? Thử nhá. Nhanh rất nhiều đúng không? Phát ra luôn. Chưa? Tại vì nó không phải gọi cái mốc API nữa. 26 phân tử. 26. Không trả cái undefined. Có 4 phân tử. 4 á? Có 4 phân tử nó bị không có. Không. Em muốn xem là cái 4 phân tử nó. Biết tại sao không? Tại vì anh ấy anh dùng push nó không có undefined. Push. Vâng, nhưng mà cái lúc mà anh cho từ start của anh ấy. Ừ. Start thì lại cái slide của anh ấy, cắt từ start của anh ấy đúng không? Để cắt từ vị trí 25 đến vị trí 30 là 36. Thì nếu mà nó không có thì nó chỉ cắt đến vị trí 26. Ừ, thằng slide này nó như vậy. Nếu em để slide không gì không này nhá, sẽ copy toàn bộ. Em để điểm đầu và điểm cuối, điểm đầu lớn điểm cuối nhá, thì nó trả về rỗng. Không có thằng nào cả. Còn điểm cuối nó vượt quá độ dài thì nó sẽ cắt từ điểm bắt đầu trở đi. Cắt từ điểm bắt đầu đến điểm cuối. Ừ, đúng rồi. Chưa? Không. Phần trang nó chạy rất nhanh đúng không? Mình không phải đợi 1-2 giây như trước kia nữa. Đấy. Đây là cách mà mình sẽ dùng để đốt tốn thời gian. Rồi. Bây giờ thì mình có thể mình có thêm một cái select option bên này nữa để hiện thay đổi là mỗi lần mình muốn xem là xem 10 cái hơn, không phải 5 cái nữa chẳng hạn. Ví dụ nhé. Selection này. Ở dưới này chẳng hạn, xem là kết thúc ở đâu. Đấy, đúng không? Sẽ có thêm cái div nữa. Chứa select. Trong này có option. À thôi, mọi người cứ làm đi bước này đã. Mình lại bắt đầu chạy nhanh, nhanh quá rồi. Mọi người làm những cái bước mà nó ra sửa đi. Hả? Bài về nhà nhá. Là bây giờ mình sẽ thêm một cái select option nữa. Được chưa? Để khi mình chọn cái số lượng show ra màn hình này. Tức là nhà mình đang để đây, mình đang show ra là bằng 5 cái là mỗi trang một cố định đúng không? Bây giờ mình muốn xem 5, 10 cái, 20 cái, 15 cái một trang thì sao? Bây giờ mình cần một cái option đây nhá. Lựa chọn đây nhá, chọn 10 cái thì nó sẽ hiện ra 10 cái một hình, được chưa? Kể như vậy. Đấy, các bạn ở nhà làm thêm cho mình cái này nhá.